Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Lisandro Martinez được cho là đang rất gần Man United. Trong động thái mới đây, ngôi sao của Ajax Amsterdam đã làm rõ việc chỉ muốn gia nhập Man United, nơi mà anh sẽ tái hợp với Erik Ten Hag. Lisandro Martinez tỏ ra thiếu kiên nhẫn với hành động cố tình cầu kéo thời gian nhằm đẩy giá chuyển nhượng của đội bóng chủ quản. Trung vệ người Argentina hối thúc Ajax chốt xong thương vụ với Man United càng sớm càng tốt. Nếu không, anh sẽ nổi loạn để được ra đi. Đây được cho là những diễn biến có lợi với công việc mua bán của Man United vào lúc này. Bởi lẽ đội bóng nước Anh rất muốn có được sự phục vụ của Martinez ngay trong mùa hè này. Vậy thì cầu thủ của Ajax có gì đặc biệt mà lại khiến Man United thèm khát đến vậy? Tỏa sáng rực rỡ tại Ajax. Trước khi trở thành cầu thủ của Ajax vào năm 2019, Lisandro Martinez đã nhanh chóng tiến bộ và trở thành một trụ cột vô cùng quan trọng của đội bóng thủ đô Hà Lan. Ở mùa trước, cầu thủ Argentina được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Ajax. Tuy vậy, giải vô địch quốc gia Hà Lan không phải là thước đo chính xác cho tài năng của Martinez, mà phải là đấu trường giành giá nhất Champions League. 700 phút hít thở bầu không khí sơ một mùa vừa rồi, tuy không quá dài, nhưng cũng đủ để đưa tên tuổi Martinez ra ánh sáng, đến với những con mắt xanh của những câu lạc bộ đại gia khắp châu Âu. Trung vệ sinh năm 98 chơi vô cùng vững chãi, góp công lớn giúp Ajax chỉ thủng lưới 5 bàn sau 6 lượt trận cùng thành tích toàn thắng. Những màn trình diễn vô cùng thực tế trên sân là cơ sở để những nhà tuyển trạch cân nhắc đưa Martinez vào danh sách mua sắm mỗi kỳ chuyển nhượng. Với một câu lạc bộ cần sắm sửa như Man United, việc bắt sống được một ngôi sao sáng giá như Lisandro Martinez không khác gì tận hưởng một trận mưa rào sau cơn hạn hán. Rủi ro về sự hòa nhập với Premier League sẽ bị xóa nhòa với tất cả kỳ vọng mà các ông nội sen đặt vào chữ ký chất lượng này. Khả năng chơi chân cử phách. Điểm chung về hạn chế của hàng trung vệ Man United lúc này là khả năng chơi chân. Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến những sai lầm ngớ ngẩn từ Harry Maguire, Victor Lindelof. Việc chơi chân không tốt khiến những quả phát động tấn công cũng như phá bóng của các trung vệ Man United hiện tại gặp rất nhiều chệch choạc nhằm tạo thời cơ cho đối thủ khai thác và trừng phạt. Nếu sở hữu được Lisandro Martinez, khuyết điểm của hàng thủ Man United có thể cải thiện đáng kể. Mùa trước, cầu thủ người Argentina có trung bình 1,9 pha tắc bóng và 1,8 lần đánh chạm mỗi 90 phút. Cầu thủ 24 tuổi là người thuận chân trái. Dù là một cầu thủ phòng ngự nhưng lại sở hữu khả năng cầm bóng xuất sắc và phẩm chất kỹ thuật thuần túy của bóng đá Nam Mỹ. Martinez tỏ ra rất tự tin trong khâu luân chuyển bóng, kéo bóng tốt lên tuyến trên. Mùa vừa rồi, anh góp 3 pha kiến tạo, đi kèm với việc thực hiện trung bình 6,13 pha đi bóng mỗi trận, vượt xa những trung vệ hàng đầu như Ruben Dias, Van Dijk hay Rudiger. Cùng với đó là tỷ lệ chuyền bóng chính xác đến 93%. Lisandro Martinez xếp thứ 2 tại giải vô địch Hà Lan, chỉ sau Daley Blind, với số đường tịnh tiến bóng mỗi 90 phút. Có thể chơi được nhiều vị trí. Bóng đá hiện đại rất ưu ái như một cầu thủ đa năng. Điều đó giúp huấn luyện viên dễ dàng xoay tua, tạo thêm chiều sâu cho Lisandro Martinez đáp ứng được tiêu chí của một cầu thủ đa năng. Anh có thể thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, trong sơ đồ 3 hay 4 hậu vệ. Martinez cũng có thể thi đấu ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Ngoài ra, nếu được yêu cầu, anh cũng có thể đảm nhận cả vị trí tiền vệ phòng ngự. Ở Man United vào lúc này, trình độ chuyên môn của Lisandro Martinez hoàn toàn nhỉnh hơn so với các vị trí sở tại. Nếu chơi ở cánh, anh sẽ khỏa lấp được điểm yếu phòng ngự của Alex Telles và sự thiếu ổn định của Luke Shaw. Nếu vào đá trung tâm, suất đá chính của Harry Maguire lẫn Lindelof cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Và đặt trường hợp chơi nhô cao hơn, kỹ năng phòng ngự của Lisandro Martinez vượt xa Fred, thậm chí là hơn cả McTominay về khả năng giữ bóng. Học trò cưng của Erik ten Hag. Duyên thầy trò có lẽ là thứ thúc đẩy Erik ten Hag muốn sở hữu Lisandro Martinez trong cuộc cách mạng tại Old Trafford. Công bằng mà nói, có trong tay một cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của mình sẽ dễ dàng quản lý và xây dựng lối chơi hơn một ngôi sao lạ lẫm. Martinez là nền tảng nơi hàng phòng ngự của Erik ten Hag trong 3 mùa gần nhất mà huấn luyện viên này làm việc tại Ajax và được coi là cầu thủ lý tưởng trong chiến thuật phòng ngự 1-1 của huấn luyện viên người Hà Lan. Nếu gia nhập United, Martinez sẽ tiếp tục được làm việc với huấn luyện viên đã nâng tầm anh thành một ngôi sao. Erik ten Hag chắc chắn hiểu rõ khả năng của cậu học trò đã gắn bó với ông trong 3 mùa giải. Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ bố trí Martinez đã tìm vào trung tâm, vị trí mà anh đã thi đấu xuyên suốt mùa 2020-2021 trước khi bị kéo xuống đá trung vệ trong mùa vừa qua. Đá cặp cùng anh sẽ là Fred, tạo nên một bộ đôi tiền vệ vô cùng mạnh mẽ, có khả năng dọn dẹp khu trung tuyến, tạo điều kiện cho Eriksen hay Bruno Fernandes thoải mái sáng tạo cho mặt trận tấn công.
Ngoài ra, ở những trận cầu cần phòng ngự, Erik ten Hag hoàn toàn có thể để Martinez chơi trong vai trò trung vệ lệch trái bên cạnh Varane và Maguire. Khả năng chơi chân giỏi và tình tiến bóng lên phía trên của cầu thủ Argentina sẽ giúp Man United có thể triển khai bóng lên từ hàng thủ, điều mà các hậu vệ Man United làm kém nhất. 1m75 có phải là điểm yếu? Không có ai là hoàn hảo và Martinez cũng vậy. Cầu thủ này dù chơi ở hầu hết vị trí phòng ngự nhưng chỉ cao 1m75. Chiều cao của anh thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung tại Premier League và càng thấp hơn ở vị trí vốn dĩ đòi hỏi thể hình cao lớn là trung vệ. Sẽ là một sự khó khăn không hề nhỏ khi Martinez phải đối mặt với những tiền đạo cao to như Harry Kane, Nunez hay Haaland. Ngoài ra, việc chuyển đến một môi trường mang tính cạnh tranh cao và nặng về thế lực như ngoại hạng Anh cũng sẽ là vấn đề với Martinez, bởi khả năng hòa nhập với môi trường bóng đá Anh luôn là trở ngại với bất kỳ tân binh nào. 1m75 tuy không cao nhưng vẫn đáng để kỳ vọng, bởi lẽ Lisandro Martinez có thừa những phẩm chất để bù trừ khuyết điểm trên. Trung vệ huyền thoại của Man United là James Stam từng chia sẻ về bậc hậu bối: đa số các huấn luyện viên hiện đại đều muốn triển khai bóng từ hàng phòng ngự. Để làm được điều đó, còn cần phải phòng ngự thực sự giỏi, và tôi nghĩ Martinez đáp ứng được tiêu chí đó. Có rất nhiều cầu thủ có tốc độ bứt phá tốt để thực hiện những pha phản công. Vì thế, điều đó đòi hỏi các hậu vệ phải thông minh và cản phá tốt. Họ cần phải đọc trận đấu hiệu quả và phá bóng đúng thời điểm. Về mặt này, Martinez đang làm rất tốt và tôi thực sự là fan của cậu ấy. Thật khó để nói Martinez có xứng đáng với con số 50 triệu bảng hay không. Tuy nhiên, theo lẽ bình thường, mẫu cầu thủ như cậu ấy hoàn toàn có thể chơi tốt tại bóng đá Anh. Những nhận định có cánh của James Stam không phải là vì Martinez thành danh tại quê hương Hà Lan, mà xuất phát từ đánh giá khách quan của một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử. Bao năm chơi ở trung tâm hàng phòng ngự tích lũy cho James Stam một bề dày kinh nghiệm đủ sâu để ông thấy được những tiêu chí của một cầu thủ phòng ngự tốt. Phòng ngự không chỉ đơn thuần là sức mạnh và độ máu chiến, mà nó còn kèm sự tinh tế và kỹ năng đọc tình huống. Nhìn lại màn trình diễn mùa trước, có thể sẽ quá vội vàng để cho rằng Martinez không thể chơi tốt với chiều cao 1m75. Lisandro Martinez thắng không chiến 79 lần, nhiều hơn cả Harry Maguire, người chỉ có 4 lần thắng. Thậm chí khi đối đầu với Erling Haaland tại Champions League, Lisandro Martinez cùng với các đồng đội tại Ajax đã bắt chết trung phong người Na Uy. Ajax thắng cả 2 lần đối đầu Dortmund với tỷ số 3-1 và 4-0. Đó là những lý do rất thuyết phục để ban lãnh đạo Man United và Erik ten Hag quyết tâm chiêu mộ bằng được Lisandro Martinez. Có thể thấy, Erik ten Hag đã thấy được lỗ hổng cần phải vá ngay lập tức trong bộ máy Man United chính là hàng phòng ngự, và Lisandro Martinez có thể là chất kết dính hoàn hảo cho bài toán này.